Ngày hôm nay em có một con xe đời rất là cao, giá tiền thì cũng khá là phải chăng, để cho toàn thể các bác mình chọn lựa, mình có nhiều sự lựa chọn hơn các bác nhá. Với sơn là màu trắng và với form dáng của chiếc xe là sedan 2 đầu và với cái cần số, hộp số của chiếc xe là tự động các bác nhá. Nội thất là màu kem và là màu đen, bên ngoài thì nó là màu trắng. Và chiếc xe thì cũng đã được lên form mới rồi, đời 2019 các bác nhá. Chiếc này nó mang tên là Toyota Vios và được sản xuất năm 2019, số tự động. Động cơ của chiếc xe là máy 1.5 các bác nhá. Và chiếc xe này được chạy đây các bác nhá. Km của chiếc xe được hiển thị trên đây nó là 4.7 km các bác nhá. Và cũng đã được lên thêm một số những cái đồ chơi, như ở đây các bác nhìn này, là có cái màn hình Android cỡ lớn, loại xịn các bác nhá, cảm ứng rất là nhạy luôn. Và có cam hành trình nữa rồi. Đấy, và vô lăng của xe cũng đã được có một cái ốp đúng không ạ? Và có thiết kế phím bấm tích hợp ở trên vô lăng để điều chỉnh âm thanh, điều chỉnh bài hát các bác nhá. Rồi chỗ này đấy ạ, có tu khí an toàn. Đấy, logo của xe đây các bác nhá. Vô lăng của xe các bác nhìn này. Đấy, cạnh của vô lăng còn rất là mới luôn. Bởi vì chiếc xe chạy mới có là 4.7 km thôi mà, cho nên là tất nhiên sẽ còn rất là mới đúng không ạ? Đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe các bác nhá. Còn đây là cần số của chiếc xe. Các bác nhìn xem. Cần số rích rắc. Ở chỗ này được sơn vân đá, nhìn rất là sang trọng. Chỗ này có cổng điện ra 12V, 120W liền các bác nhá. Được vâng. Rồi. Chiếc xe này hiện tại bên em đang bán có giá là trên 400 triệu đồng. Đấy. Thường bên em vẫn bán tầm khoảng 485 triệu đồng đối với những cái dòng xe ở Toyota Vios đời 2019 như thế này các bác nhá. Và giá cả đấy ạ. Chiếc xe này có giá là bao nhiêu? Với giá tốt nhất là bao nhiêu các bác cứ gọi điện trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389 các bác nhá. Đến trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương làm ở tại 90.2 Trường Chinh, đối diện 225 Trường Chinh, thành phố Hải Dương các bác nhá. Video ngày hôm nay thì em sẽ review riêng về chiếc xe Toyota Vios biển 17 này. Các bác mình cùng đón xem và cảm nhận. Các bác đúng chân, các bác đang có tầm tiền như vậy, các bác mua mẫu xe này thì rất là phù hợp. Vì đây là một trong những mẫu xe rất là lành bền và kinh tế tiết kiệm nhiên liệu. Xăng của chiếc xe rất là ít các bác nhá. Chỉ từ trên 4 lít xăng trên 100 km thôi. Rất ít xăng luôn đúng không ạ? Và chiếc này thì được trang bị thêm ở bên ngoài có những cái vị trí như là có sinh nhan báo rẽ làm ở trên gương, rồi la răng đúc, rồi phanh đĩa, phanh ABS nguyên bản theo xe các bác nhá. Giàn lốp của chiếc xe này vẫn còn theo xe luôn, đời 2019 chưa thay lốp lần nào các bác nhá. Lốp vẫn còn zin nguyên bản theo xe. Chiếc xe được thiết kế cái phần đầu nhìn rất đẹp mắt đúng không ạ? Với phần đèn pha rất là dài, kéo dài từ đây cho đến phần trên đây, rất là dài luôn đúng không ạ? Và đây là phần mặt lạ các lăng của chiếc xe các bác nhá. Em rất kết cái phần đầu của dòng xe Toyota Vios này luôn, bởi vì thiết kế rất là đẹp mắt, rất là tinh xảo đúng không ạ? Chiếc xe với lớp sơn vẫn còn rất là nhiều, lên đến là trên 90% các bác nhá. Và cam kết cũng như là bảo hành cho các bác về những chiếc xe bên em bán ra, cụ thể là cái chiếc xe này nữa các bác nhá. Bảo hành cho bác mình yên tâm khi mình đến với siêu thị ô tô Hải Dương, đến với bên em Mr. Trump các bác nhá. Các bác gần xa trên mọi miền Tổ quốc đều có thể mua xe bên em được. Bác nào mà không đến được, bên em sẽ ship tận nhà cho các bác nhá. Vâng, hiện tại thì em đang quay xung quanh, đang quay một vòng đối với cái chiếc xe Toyota Vios này. Chuẩn bị quay chi tiết rồi, các bác hãy đón xem trong vòng là hơn chục phút đồng hồ để các bác thấy được là chiếc xe này chất lượng tới đâu, độ đẹp tới đâu các bác nhá. Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe mà nhà máy công bố đấy, dán sẵn ở trên đây. Từ 4.9 lít cho tới 7.1 lít trên 100 km các bác nhá. Cái kính có hiển thị đời đây, 2019 đây đúng không ạ? Và một số viền của chiếc xe cũng đã được ốp lốc. Sàn của xe là cũng đã được lót thảm trải sàn bọc da ở dưới nữa rồi các bác nhá. Và có cái vị trí này nữa đúng không ạ? Chiếc xe đã được lên đồ chơi. Các bác mua về mình không cần phải đầu tư thêm đồ chơi gì đâu các bác nhá, chỉ việc đi thôi, chỉ việc dùng thôi. Bác nào sang tên thì bên em hỗ trợ, bác nào muốn để nguyên biển thì bên em cũng hỗ trợ làm công chứng luôn. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về mẫu xe Toyota Vios đời 2019 này của bên em. Các bác quan tâm liên hệ gọi điện sớm để chốt giá đẹp các bác nhá.
Bác nào muốn hỗ trợ trả góp, bác nào không có đủ tiền, mình chỉ có tầm khoảng là 100-200 triệu thôi, hoặc là có nửa tiền thôi, thì bên em vẫn có thể hỗ trợ trả góp cho các bác mình nhá, để các bác mình nhấc chiếc xe này về dùng. Vâng. Ok, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết này. Về cái phần keo chỉ của chiếc xe nhá các bác yên tâm là nó vẫn còn nguyên zin, không mất một phân nào cả. Đây là phần bếp cánh cửa xe. Và đây là cái phần tắp mi cánh cửa các bác nhá. Đấy, vị trí này bằng chất liệu da, chỗ này bằng chất liệu nhựa này. Đây là cái phần tắp mi cánh cửa của chiếc xe. Thiết kế phần tắp mi nhìn khá là hay và đặc biệt, khác hẳn so với những mẫu xe đời thấp, đúng không ạ? Và có những cái nút bấm khiển cửa đây, nên xuống kính các bác nhá. Chốt cửa đây, chốt trẻ em đây, và đây là vị trí chỉnh gương và cụp gương. Ấn đây là sẽ cụp này các bác nhá, cụp gương. Làm thành nguyên bản theo xe. Xe còn rất mới luôn. Không có cái vị trí nào là xấu, là kém, là lỗi các bác nhá. Không có đâu, bên em đã kiểm tra toàn bộ rồi. Và hình thức thì các bác có thể là nhìn trên cái clip, trên video là của em, để các bác thấy được là cái hình thức của chiếc xe ra làm sao các bác nhá. Đấy, vô lăng em đã quay rồi đúng không ạ? Vị trí này có thiết kế là hệ thống chống trơn trượt. Đấy. Và đây là cái vị trí công tắc cảm biến lùi các bác nhá. Táp lô táp ni hai màu. Màu đen và là màu kem. Hiện tại em đang bật chìa khóa chưa lổ máy các bác nhá, chưa lổ máy đâu. Vâng ơi. Bật chìa khóa này đã, bật chìa khóa này đã. Bật hẳn lên đã rồi mới đề. Bật hẳn lên đã rồi mới đạp phanh đề xong. À, vâng, đây đang hướng dẫn cho mấy chị em. Đấy, bật hẳn chìa khóa, bật lên đã. Bật chìa khóa này đã, không đạp phanh mà cứ bật chìa khóa này đã. Rồi, ok. Nghĩa là không cần phải đạp phanh, bật lên đã, bật cho là hiển thị lên trên đã xong mới đề, xong là lần thứ hai mới đạp phanh. Lần thứ nhất không cần đạp phanh, lần thứ hai mới đạp phanh. Đấy. Đấy. Vâng, ok nhá, thì tiếp tục này. Vâng. Vừa quay vừa hướng dẫn các bác ạ. Vâng đây nhá. Các bác xem cho em phần lốc của xe này. Đây, cẩn thận lốc của xe đây nhá. Lần thứ nhất không đạp phanh, lần thứ hai mới đạp phanh. Vâng đây các bác xem cho em. Đây, những cái vị trí các bác nhìn này. Tem mác thứ vẫn còn nguyên nhá. Tất cả con bu lông ốc vít, phần cánh cửa. Không những phần cánh cửa mà tất cả tổng thể xe nhá, tất cả luôn, chưa vặn, chưa động chạm bất cứ một con bu lông ốc vít nào, đặc biệt là cái khu vực khoang máy động cơ các bác nhá, chưa động chạm bất cứ gì. Đấy, bảo hành cho các bác rồi mà, cho nên là các bác yên tâm nhá. Vâng, kính của xe cũng đã được bọc dán xung quanh. Bọc dán xung quanh toàn bộ bốn cánh rồi, bốn kính rồi, và cả như là kính lái đến kính hậu đều được bọc dán rồi các bác nhá. Đây các bác xem cho em. Phần mép cánh cửa nó đây. Đấy, phần tắp đi cánh cửa nó đây nhá. Đây, các bác xem, rất mới luôn. Rất mới luôn nha các bác. Em đang quay tương đối là kỹ và tương đối là sát. Các bác xem thêm vị trí nào của chiếc xe này, các bác hãy kết nối Zalo cho bên em để bên em gửi hình, gửi video cho các bác xem nhé. Và các bác thấy thì bộ ghế của chiếc xe này cũng đã được anh chủ trước, anh lên một bộ ghế hai màu. Đấy. Nguyên bản của nó thì không phải là ghế da các bác nhé. Anh chủ anh bọc vào cho nó sạch sẽ hơn. Các bác xem cho em phần vách cửa này. Trần của xe, trần nỉ nguyên bản theo xe, được bọc ni lông bên ngoài, bảo vệ cho cái phần nỉ được tốt hơn, đúng không ạ? Nội thất rộng rãi. Nội thất của dòng xe Vios rộng hơn Accent các bác nhé. Rộng hơn Accent đấy ạ. Rất mới luôn. Hiện đây em có thể là quay cho các bác xem cái lốp của chiếc xe các bác nhá. Bây giờ hơi tối, tí em sang bên kia em quay cho các bác xem cái vị trí phía sau. Ở bên đây nó hơi tối một tí, tại vì nào khuất ánh sáng mặt trời. Rồi bây giờ thì em sẽ đóng cửa lại cho các bác mình xem phần bên ngoài. Đây là cái phần form sườn bên ngoài của chiếc xe Toyota Vios này. Em mời các bác xem ạ. Các bác xem hết video. Các bác đang ngồi xem mà mình rảnh tay một chút ạ, thì ủng hộ em bằng cách như này nhá, nhấn like và nhấn chia sẻ để ủng hộ em với để ủng hộ em với nhá. Xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Và đây là cái phần sườn bên ngoài của chiếc xe, các bác thấy này. Rất là căng mượt mịn luôn, đúng không ạ? Đây nhá. Biển số đẹp và dễ nhớ, đúng không ạ? Phía sau có những mắt cảm biến lùi. Đây các bác nhá. Đây. Đây này, mắt cảm biến lùi.
đây là mắt cảm biến đùi của chiếc xe, và đây là camera của chiếc xe các bác nhá. Chiếc xe là sedan hai đầu, về phần cốp phía sau thì nó rất là rộng, rất là to để đổ thoải mái luôn. Vỏ bên ngoài là không bị bả matit các bác nhá. Và đây là nội thất bên trong, còn đây là lốp các bác nhá. Các bác nhìn xem, ở đây thì ánh sáng tốt hơn rồi, các bác nhìn xem này. Đấy, 19 chứng tỏ đây là chiếc xe có năm sản xuất là 2019 và lốp cũng là lốp theo xe 2019 luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Lốp nguyên bản theo xe. Xe mà các bác mua về mình không phải làm, không phải sửa, không phải đầu tư, không phải mất tiền vào đâu nữa các bác nhá. Chỉ việc dùng thôi. Tất cả toàn bộ cái phần hình thức của chiếc xe em đều làm sao quay kỹ cho các bác xem nhé. Đây lốc của xe Vios thì nó sẽ thiết kế cái phần lốc, nó còn sẽ có gân, gân ở trên nóc các bác nhé. Vios con nào cũng thế. Dạ vâng ạ. Còn đây là phần vách cửa này. Những chiếc xe đời cao như này thì chắc chắn là sẽ không có những cái hiện tượng mục mọt rồi đúng không ạ? Các bác xem thêm cho em một trong những vị trí nữa nhé. Đây, keo chỉ hoàn toàn cũng nguyên bản, không mất một phân nào. Bố tâm đi cánh cửa xe còn rất là mới, không có hiện tượng gì gọi là xấu kém, kể cả như là xước cũng không có ở trên chiếc xe này các bác nhé. Đây ạ, đây là phần góc tắp nô bên phụ của chiếc xe này. Phần này được thiết kế giả da, nhìn rất là sang. Có túi khí an toàn được nằm ở vị trí bên đây nữa nhá. Đây là cái ký hiệu của túi khí an toàn đây. Bộ ghế da của chiếc xe còn rất là mới luôn. Nội thất vẫn còn thơm phức mùi mới các bác nhá. Vách cửa đây. Ok chưa? Cửa đóng rất là êm và nhẹ. Bên đây cũng có xi nhan báo rẽ nằm ở trên gương các bác nhá. Đây, đặc kiểm của chiếc xe này đến tháng 10 năm 2023. Nó còn rất là dài luôn đúng không ạ? Tổng thành chiếc xe thì em cũng đã quay gần như là xong rồi đúng không ạ? Đấy, phần đầu xe em sẽ quay gần một chút cho các bác mình ngắm nốt nhá. Các bác ngắm ở trên clip này, các bác cũng thể mình xác định đây là chiếc xe nó mức độ bao nhiêu phần trăm đúng không ạ? Đây, lốp nữa đây các bác nhá. Đây. Đây, 19 đây ạ. Đấy, 19 này. Dạ vâng. 2019. Chiếc xe với độ nguyên bản gần như là 100% luôn, chỉ có tỉa lại một chút sơn bên ngoài thôi. Còn lại là chưa làm lại gì các bác nhá. Vâng. Đấy, tổng thành chiếc xe, nội ngoại thất. Còn bây giờ là đến gầm và máy của xe nha các bác. Đây gầm đây ạ. Sẽ không có hiện tượng là xấu kém, là lỗi tổng thành xe, kể cả như là dưới gầm các bác nhá. Đây các bác nhìn cho em phần dưới gầm sau. Đây gầm đây. Máy 1.5 mà chiếc xe này nó là máy mới rồi các bác nhá. Đời cao mà từ 2016 trở lên thì chiếc xe dòng Vios này cũng đã được lên máy mới. Còn đây là phần động cơ khoang máy của chiếc xe này. Đây bây giờ mình đang có một anh khách xem chiếc xe lúc gần đúng không ạ? Kia. Dạ vâng. Các bác có thể tới trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương, hoặc là bác nào bận mà mình không tới được, hoặc là mình ở xa không tới được thì bên em sẽ ship đến tận nhà cho nhá. Rất là đơn giản và nhanh gọn luôn. Còn đây là phần khoang máy động cơ của chiếc xe. Đây em mời các bác xem này. Đấy, máy rất là mới luôn. Rất mới luôn các bác nhá. Cabo đây. Ốc bu lông cabo là cũng chưa bị tháo bạn gì nhá. Các bác yên tâm như vậy. Vâng, chiếc này em đã quay xong rồi đấy ạ. Quay xong rồi. Các bác nhanh tay gọi điện sớm cho bên em để được chốt giá đẹp. Sẽ có một mức giá đẹp nhất cho các bác mua các bác nhá. Hỗ trợ trả góp bên em cũng sẽ hỗ trợ cho các bác mình tất cả những cái đời xe. Dạ vâng. Đấy, ship xe cũng vậy, ship tận nơi, tận nhà, sang tên đổi biển cũng vậy, là sẽ hỗ trợ tận nơi các bác nhá. Có thể các bác làm công chứng ủy quyền, mình giữ nguyên biển, đỡ được khoảng tầm chục triệu tiền chi phí sang tên đúng không ạ?
Ngày hôm nay em cũng bán được mấy xe liền, 5 xe liền các bác nhá. Bình quân là như vậy. Còn bên em thì luôn luôn cần mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Đấy. Bất cứ một chiếc xe nào đã qua sử dụng bên em đều mua các bác nhá. Kể cả như là vài trăm hay là tiền tỷ đều mua hết. Các loại đời và các loại xe, cứ là ô tô bên em sẽ mua các bác nhá. Với giá thành làm sao hợp lý cho các bác mình các bác nhá. Có đổi xe, có trao đổi các xe, tất cả các dòng các bác nhá. Vâng. Rồi ok, video này em đã quay xong cho các bác mình biết rồi đấy ạ. Các bác nắm được rồi đấy ạ. Các bác hãy nhanh tay nhá để bên em chốt ra đẹp nhất cho các bác. Dạ vâng, xin cảm ơn và chào tạm biệt.